Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản cảnh báo việc tiếp tục xuất hiện tình trạng giả mạo trang fanpage Facebook của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Thủ đoạn các đối tượng lừa đảo thường sử dụng là yêu cầu người lao động cung cấp quá trình đóng bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số để tính số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó sẽ giúp người lao động làm thủ tục giải ngân trong 2 ngày và lấy phí dịch vụ 5% trên tổng số tiền người lao động nhận được. Số tiền này phải thanh toán trước. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cho các đối tượng này, người lao động không nhận được bất cứ khoản trợ cấp nào và bị chiếm đoạt số tiền dịch vụ 5% đã thanh toán trước. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo, hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ thực hiện việc cung cấp thông tin chính thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ người tham gia qua các kênh sau. Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam có địa chỉ bảohiemxahoi.gov.vn, các trang mạng xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, fanpage Facebook, facebook.com/bảohiemxahoi.gov.vn, ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số, tổng đài hỗ trợ chăm sóc khách hàng hotline 1900 9068, Zalo Official Account Bảo hiểm xã hội Việt Nam